Thật ra khi mà dịch bệnh Covid-19 bắt đầu xuất hiện từ đầu những năm 2020, người ta trên toàn thế giới cũng ghi nhận một hiện tượng cũng khá đặc biệt thế này. Thứ nhất là số trẻ mắc bệnh Covid trong tổng số bệnh nhân bị nhiễm Covid có ít hơn. Là cái thứ nhất. Cái chuyện thứ hai, mà các cháu có lỡ mắc bệnh thì nguy cơ mắc bệnh nặng, phải nhập viện hay phải tử vong thì cũng ít hơn rõ rệt so với người lớn. Thì là cái chuyện thực tế. Tuy nhiên trong vài tháng gần đây người ta thấy có hiện tượng gia tăng rõ rệt số trẻ mắc bệnh Covid. Và đương nhiên số trẻ mắc bệnh ngày càng nhiều thì số trẻ có bệnh nặng, thậm chí tử vong là trường hợp mà chúng ta cần phải lưu ý và chúng ta hoàn toàn không thể chủ quan được. Đặc biệt khi mà các cháu trong một số tình huống như sau. Thứ nhất là các cháu suy dinh dưỡng nặng, đặc biệt là béo phì. Những cháu mà béo phì mà bị Covid thì rất là nặng. Và vừa rồi các phương tiện thông tin đại chúng quý vị thấy có những trường hợp phải chạy ECMO rất vất vả trong nhiều tháng, tốn hàng tỷ đồng mới có thể cứu sống được cháu. Hoặc là các cháu có một số bệnh lý bẩm sinh khác, chẳng hạn như các bệnh lý bẩm sinh về tim bẩm sinh chẳng hạn, bệnh thần kinh chẳng hạn, hội chứng đau, có bệnh phổi mãn tính mà lỡ mà nhiễm Covid rồi thì hậu quả rất là khó lường. Thật ra chúng ta tới bây giờ thì chúng ta có thể mừng khi các cháu nhỏ mà lỡ có bị Covid thì cũng bị nhẹ hơn so với người lớn, chuyện đó là mình mừng, nhưng hoàn toàn không được chủ quan, đặc biệt khi các cháu có một số yếu tố mà người ta gọi là yếu tố nguy cơ. Cái chuyện quan trọng nhất thì chúng ta biết rằng nếu mà đối với trẻ em nếu được chăm sóc tốt thì đại đa số các trường hợp các cháu sẽ khỏi trong vòng là khoảng 2 tuần lễ. Và trong thời gian đầu thì tùy theo mức độ nặng của bệnh mà người ta sẽ có biện pháp điều trị cụ thể cho các cháu. Trong trường hợp các cháu không có triệu chứng hay có triệu chứng nhẹ thôi thì vấn đề điều trị chỉ là điều trị triệu chứng thôi. Chúng ta cần cho các cháu ăn uống đầy đủ để các cháu có thể vượt qua, có sức đề kháng vượt qua lúc bệnh tật khó khăn như thế này. Có thể bổ sung thêm nhiều loại vitamin vân vân các thứ cũng gia tăng sức đề kháng cho các cháu. Thì chúng ta cần cho các cháu uống nhiều nước. Rồi và đặc biệt là chúng ta phải cần theo dõi xem có lỡ có xuất hiện dấu hiệu bệnh nặng hay không để mà còn có thể đưa các cháu đi khám cơ sở y tế hay thậm chí nhập viện cho kịp thời. Thành ra vấn đề đó là vấn đề cần lưu ý. Và thường cái mốc người ta thấy rằng khi một em bé bị nhiễm Covid-19 cũng như người lớn đó, cái mốc quan trọng mà chúng ta cần phải theo dõi đó là thường bệnh đa phần diễn tiến nặng trong vòng từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 8 khi các cháu nhiễm bệnh. Thành ra đây là những ngày mà chúng ta phải đặc biệt phải rất là sự quan tâm. Vậy thì chúng ta theo dõi cái gì ở nhà? Hàng đầu là thứ nhất là nhiệt độ. Chúng ta cần phải đặt nhiệt độ cho cháu nó 2-3 lần trong một ngày. Nếu triệu chứng cháu nó sốt cao liên tục 39 độ kéo dài 3-4 ngày trở lên phải rất là cẩn trọng. Và chuyện thứ hai nữa là chúng ta phải theo dõi cái nhịp thở của em bé. Chẳng hạn như chúng ta cần phải quan sát đếm nhịp thở của em bé khi em bé nằm yên trong vòng 60 giây, tức là trong vòng 1 phút đó. Nếu nhịp thở của cháu mà tăng là dấu chứng là bắt đầu Covid nó đã có biến chứng là viêm phổi rồi. Trong trường hợp này nhiều trường hợp nhất thiết phải nhập viện để các cháu còn được điều trị kịp thời. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần lưu ý rằng có một số dấu hiệu bệnh nặng khác nó không đặc hiệu nhưng mà nó cũng báo hiệu là có khả năng là tính mạng của em bé bị đe dọa mà chúng ta phải cẩn thận. Đó là em bé ngủ ly bì chúng ta không thể đánh thức được. Đó là em bé bị nôn tất cả mọi thứ, em bé không uống được, hoặc em bé bị co giật, em bé bị tím tái. Thì đó là những dấu hiệu nặng mà lỡ mà có những trường hợp này thì nhất thiết chúng ta phải đưa các em bé đi cấp cứu càng sớm càng tốt để còn họa mai còn cứu sống được các cháu. Thật ra vì vậy một điều nữa mà chúng tôi muốn có một lời chuyển tải với lại quý vị đó là về phần sử dụng thuốc thì chúng ta nên sử dụng đúng cái thuốc khuyến cáo bằng ngành y tế. Đó là thuốc trong trường hợp nhẹ thì chỉ điều trị bằng các thuốc điều trị triệu chứng thôi. Chẳng hạn như các thuốc hạ sốt nếu các cháu có sốt, thuốc ho hay thuốc sổ mũi phù hợp với lứa tuổi các cháu nếu các cháu có triệu chứng ho sổ mũi. Và tránh lạm dụng những loại thuốc mà chẳng hạn thuốc kháng viêm hay những loại thuốc kháng sinh không cần thiết vì khi đó lợi bất cập hại và hậu quả sẽ khó lường. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.